Free Vitamin 2 giúp tăng chiều cao, tăng sức đề kháng cho trẻ dưới 10 tuổi. Trọng Khương xin chào đón quý vị thính giả đến với chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng. Chương trình được phát sóng trực tiếp lúc 9h30 phút các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7 và phát lại vào lúc 19 giờ cùng ngày trên kênh Joy FM, kênh phát thanh chuyên biệt về sức khỏe, tần số 98,9 MHz tại Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời được phát trên tần số 101,7 MHz tại Đông Nam Bộ. Thưa quý vị thính giả, ở những ngày vừa qua thì Hà Nội chúng ta lại tiếp tục bước vào một đợt rét đậm rét hại. Chính vì vậy ngày hôm nay mà chúng tôi đã lựa chọn một chủ đề có lẽ là rất nhiều các bậc phụ huynh quan tâm, đó là điều trị viêm đường hô hấp trên tái đi tái lại ở trẻ. Trọng Khương ngay lúc này xin được giới thiệu khách mời đồng hành với chúng ta, đó chính là thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Vâng, xin kính chào quý thính giả của kênh Joy FM, chào MC Trọng Khương. Chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn bộ sản phẩm tăng chiều cao điều trị còi xương chậm lớn Viptin, Previptin của công ty dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitivấn.vn. Thưa quý vị thính giả, viêm đường hô hấp trên là bệnh khá phổ biến, thường gặp đối với trẻ nhỏ, nhất là khi thay đổi thời tiết. Tuy đây là một căn bệnh nhẹ, dễ điều trị nhưng lại hay tái phát. Có rất nhiều trẻ nhỏ hầu như là cứ một vài tháng lại mắc viêm đường hô hấp một lần và có thể gây ra những bệnh lý nặng, thậm chí là nguy hiểm. Khi mắc bệnh và nhất là khi mà tần suất mắc bệnh nhiều, đồng nghĩa với việc là bé phải uống rất là nhiều kháng sinh, cũng như là sức khỏe, sức đề kháng giảm sút sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của chiều cao, thể chất cũng như trí tuệ của trẻ. Vì vậy, để tránh tình trạng này, cha mẹ cần áp dụng đúng cách chăm sóc trẻ, đặc biệt là với những trẻ có sức đề kháng yếu, rất dễ mắc bệnh khi mà có các yếu tố thuận lợi trong điều kiện khí hậu của nước ta tạo điều kiện gây ra căn bệnh đó. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng Trọng Khương trao đổi và lắng nghe những kiến thức đến từ thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải. Câu hỏi đầu tiên Trọng Khương rất là muốn lắng nghe bác sĩ chia sẻ và giải đáp cho quý vị. Đó là trẻ nhỏ thì rất là hay bị viêm đường hô hấp tái đi tái lại nhiều lần. Và thưa bác sĩ, tại sao lại có điều đó xảy ra? Vâng, phải nói là cái căn bệnh viêm nhiễm đường hô hấp là cái căn bệnh phổ biến ở trẻ em, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ dưới 3 tuổi. Bởi vì chúng ta đều biết thì cơ thể trẻ em khi mới chào đời thì các cháu sẽ được nhận một thừa hưởng có cái hệ miễn dịch chủ yếu là hệ miễn dịch thụ động từ mẹ truyền sang qua thời kỳ bào thai, tức là qua cái tuần hoàn sau thai. Và khi em bé chào đời thì em bé sẽ được bú sữa mẹ, thì đặc biệt là cái sữa non trong những cái ngày đầu, ba cái ngày đầu sau khi sinh thì lại chứa rất là nhiều kháng thể, chứa các cái chất kháng khuẩn, cho nên giúp cho em bé có thể phòng ngừa bệnh tật rất là tốt. Và hầu như thì tất cả những cái cháu bé nào dưới 6 tháng tuổi mà được sinh ra khỏe mạnh cộng với việc được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu thì chúng ta thấy các cháu rất ít ốm đau. Thế nhưng mà tất cả các mẹ của chúng ta thì đều thấy là từ bắt đầu 6 tháng trở đi thì đặc biệt là đến lúc giai đoạn dưới 3 tuổi thì con của chúng ta thông thường ít nhất mỗi cháu một năm cũng phải vài ba đợt viêm đường hô hấp. Đấy là tôi nói ít nhất. Còn không kể những cái cháu nào mà sinh non hay là bị suy dinh dưỡng thì cái tình trạng viêm đường hô hấp là như cơm bữa và thường xuyên là phải đến gặp bác sĩ. Thế bởi vì làm sao? Bởi vì chúng ta đều biết là dưới 6 tháng thì cái miễn dịch thụ động của các cháu là được mẹ truyền sang như thế. Thế nhưng mà đến 6 tháng thì chúng ta đều biết là cái miễn dịch từ mẹ truyền sang đã mất hết đi, gần hết như hết đi rồi. Ví dụ như những cái kháng thể như IgG, IgM được truyền qua từ sữa mẹ thì đến tháng thứ 3 nó đã giảm dần rồi và gần như đến tháng 6 thì hết. Thế và còn cái kháng thể mà từ mẹ truyền sang thì chúng ta cũng biết là khi dưới 6 tháng mẹ còn đang ở nhà nghỉ cho con bú thì sữa mẹ chính là cái nguồn mà cung cấp những cái kháng thể này. Thế nhưng là đến ngoài 6 tháng trở ra thì mẹ bắt đầu phải đi làm, cháu được bú mẹ ít hơn và đồng thời với nghĩa lúc này thì em bé cũng đã tiếp xúc với môi trường người hơn, bé bắt đầu ăn dặm và những cái nguồn nhiễm khuẩn từ thức ăn, từ môi trường sống và bên ngoài cũng là ảnh hưởng, những cái tác nhân gây bệnh ảnh hưởng rất là nhiều đến cháu. Nhưng mà đặc biệt chúng ta đã thấy là khi cái hệ miễn dịch thụ động của cháu bị giảm đi thì em bé phải có cái hệ miễn dịch chủ động để phòng ngừa bệnh tật. Thì hệ miễn dịch chủ động này thì lúc này mới hoàn thiện và phải đến 3-4 tuổi mới hoàn thành, mới bắt đầu hình thành thôi, và phải đến 3-4 tuổi thì cái hệ miễn dịch này của các cháu nó mới bắt đầu hoàn thiện. Cho nên là người ta nói là có một cái khoảng trống miễn dịch, tức là cái thời gian giao thoa giữa hai hệ miễn dịch thụ động và hệ miễn dịch chủ động. Hệ miễn dịch thụ động thì dần dần mất đi và hệ miễn dịch chủ động mới hình thành và
phải 3-4 năm sau mới hoàn thiện. Chính vì vậy nó có một cái khoảng trống này, cho nên là đấy là cái lý do mà vì sao em bé của chúng ta trong cái giai đoạn ngoài 6 tháng trở ra cho đến 3 tuổi là các cháu rất hay bị ốm, và đặc biệt là cái viêm nhiễm đường hô hấp trên. Nhất là ở cơ địa, những cái cháu bé nào mà lại có cơ địa dị ứng với thời tiết chẳng hạn, thì những hôm trời lạnh như thế này thì cái chuyện viêm đường hô hấp trên rất là hay dễ xảy ra. Dạ vâng. Phải nói rằng là việc mà viêm đường hô hấp tái đi tái lại nhiều lần thì các bậc phụ huynh phải nói rằng là rất là sốt ruột, đúng không ạ, khi mà nhìn thấy con em mình như vậy. Vậy thưa bác sĩ, việc mà trẻ bị viêm đường hô hấp tái đi tái lại nhiều lần nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe cũng như là sự phát triển thể chất của trẻ ạ? À, vâng, thì chúng ta đều thấy là tất cả những cái cháu bé nào mà cứ thường xuyên bị viêm đường hô hấp, ví dụ như là viêm đơn giản nhất là viêm họng, viêm mũi, rồi là viêm VA, thế rồi là viêm amidan, thế rồi nặng đấy là viêm đường hô hấp trên. Thế nếu như mà nó cứ bị tái đi tái lại nhiều lần như thế thì có những cháu mà sức đề kháng yếu thì nó lại trở thành viêm đường hô hấp dưới, ví dụ như viêm phổi, viêm phế quản thì rất là nguy hiểm. Và cứ mỗi một lần phải viêm đường hô hấp như vậy thì thông thường là các bé lại phải dùng kháng sinh rất nhiều. Và khi bị dùng kháng sinh như thế thì lại dẫn đến cái tình trạng loạn khuẩn, rối loạn tiêu hóa, cho nên là cái việc ăn uống hấp thu của các cháu cũng kém đi, cho nên là cái hậu quả cuối cùng của nó là dẫn đến cái tình trạng là cháu thiếu các cái chất dinh dưỡng và dẫn đến còi cọc chậm lớn. Thế và một cái điều nữa chúng ta cũng thấy rằng là những cái bé mà cứ thường xuyên bị viêm đường hô hấp tái đi tái lại nhiều lần như thế thì các cháu cũng rất là biếng ăn, bởi vì ví dụ mỗi một cái lần bị viêm nhiễm như thế thì các cháu thường sốt, mà chúng ta được biết là khi mà sốt lên một cái thì lại ức chế tiết men tiêu hóa, cho nên gần như là các cháu không ăn được cái gì cả. Thế rồi là khi mà sốt lên thì cái nhiệt độ tăng lên thì cái chuyển hóa cơ bản lại tăng cao, các cháu lại cần nhu cầu năng lượng nhiều hơn. Nhưng mà lúc ốm thì lại không ăn được. Thế và tóm lại thì nếu như những cái cháu nào cứ viêm đi viêm lại đường hô hấp nhiều lần thì cái hậu quả cuối cùng dẫn đến chính là chậm lớn còi cọc và cuối cùng là suy dinh dưỡng. Và đương nhiên suy dinh dưỡng thì lại ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển về thể lực cũng như là phát triển về trí tuệ của trẻ. Dạ vâng. Vậy thì bác sĩ có thể đưa ra giải pháp nào đó để giúp các bậc phụ huynh có thể có một hướng giải quyết vấn đề viêm đường hô hấp trên của trẻ và lại còn tái đi tái lại nhiều lần không ạ? À, vâng. Cái vấn đề tôi nghĩ là đây là cái điều mà mong mỏi của tất cả các bậc làm cha mẹ, nhất là các bà mẹ. Bởi vì là giải quyết cái vấn đề về đường hô hấp này thì đầu tiên tôi phải nói đến là cái phòng ngừa là quan trọng nhất. Thế thì chúng ta đều biết là tất cả những đứa trẻ nào mà nó khỏe mạnh, nó phát triển thể lực tốt ấy, thì gần như là nó không bị viêm đường hô hấp, không bị ốm đau gì mấy. Thế thì cái điều đầu tiên đó là các bậc phụ huynh đầu tiên muốn cho trẻ không bị viêm nhiễm đường hô hấp thì trước hết là chúng ta phải nuôi dưỡng tốt. Nuôi dưỡng tốt ở đây tức là khi cháu bé sinh ra là cháu nên cố gắng được bú sữa mẹ, càng sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì trong sữa mẹ những cái ngày đầu sau sinh thì có chứa một cái hàm lượng kháng thể rất là lớn, đặc biệt là người ta gọi là sữa non ấy, colostrum ấy, thì cái thành phần vitamin A này, thành phần các cái chất kháng khuẩn này, rồi thành phần protein rất là cao. Thế chính vì vậy cho nên nó có tác dụng tăng cường miễn dịch hô hấp cho cháu rất là tốt. Thế cho nên là cái trường hợp đấy là chúng ta phải nuôi con bằng sữa mẹ càng sớm càng tốt. Và cái điều thứ hai nữa là khi bắt đầu bé ăn dặm thì cũng cần phải được cung cấp đầy đủ các cái dưỡng chất, đặc biệt là các cái vitamin như vitamin D, vitamin A, vitamin C, sắt, kẽm vân vân, đều là những cái vi chất dinh dưỡng không những giúp cho trẻ phát triển tốt mà nó còn tham gia vào hệ thống miễn dịch, làm cho hệ thống miễn dịch của cháu tốt hơn. Tôi thấy ví dụ những cái cháu nào thiếu vitamin D bị còi xương thì cũng rất hay ốm, bởi vì là vitamin D cũng chính là một loại vitamin tăng cường hệ miễn dịch. Hay là vitamin A cũng thế, đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với tăng cường hệ miễn dịch của trẻ, bởi vì vitamin A nó có tác dụng bảo vệ biểu mô các tuyến trong cơ thể, trong đó có biểu mô đường hô hấp. Thế cho những cái cháu bé nào mà bị thiếu vitamin A thì rất hay bị các cái virus hoặc là vi khuẩn xâm nhập vào cái biểu mô niêm mạc đường hô hấp và dẫn đến cái tình trạng viêm nhiễm đường hô hấp. Thế cho nên là cái việc đầu tiên là cái việc nuôi dưỡng trẻ. Cái thứ hai nữa là bên cạnh đó thì chúng ta có thể bổ sung những cái sản phẩm mà có thể tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Đấy, tôi lấy ví dụ như hiện nay có những cái sản phẩm ví dụ chứa như là chứa sữa non, colostrum hay là chứa cái thành phần immun alpha chẳng hạn, thì có rất là tốt, có tác dụng để có thể tăng cường hệ miễn dịch cho con. Như vậy thì ngoài cái việc nuôi dưỡng tốt ra, chúng ta chú ý đến cái vấn đề bổ sung những cái dưỡng chất mà có tác dụng kích thích hoặc là tác dụng làm tăng cường cái hệ miễn dịch cho trẻ, thì khi trẻ có cái sức đề kháng tốt thì chắc chắn là các cháu sẽ ít bị nhiễm viêm đường hô hấp trên và không bị viêm nhiễm đường hô hấp, không bị ốm đau thì các cháu sẽ hay ăn cháu lớn và khỏe mạnh. Dạ vâng. Vâng, vừa rồi thì bác sĩ có nhắc đến một cái chất gọi là immun alpha. Vậy thì thưa bác sĩ, immun alpha có một vai trò như thế nào đối với trẻ, đặc biệt là những trẻ trong độ tuổi từ 6 tháng đến 5 tuổi ạ? À, vâng. Thì chữ immun alpha ở đây là một cái thành phần người ta được chiết xuất từ cái vách của một cái loại vi khuẩn, có một loại nấm men. Thế và thấy
cái loại này, cái thành phần cái chất này thì nó có tác dụng là kích thích tăng cường vào hệ miễn dịch, đặc biệt chủ yếu ở đây là nó kích thích cái hệ phát triển của cái hệ thống lympho bào. Chúng ta biết là trong cái hệ thống miễn dịch, những các cái tế bào, những cái bạch cầu thì chủ yếu là có bạch cầu lympho, rồi bạch cầu mono, rồi bạch cầu axit, bạch cầu trung tính các thứ vân vân. Tất cả những cái bạch cầu này đều là những cái đội quân mà sản xuất có tác dụng tăng cường cái hệ miễn dịch cho em bé của chúng ta. Thế thì đặc biệt cái immun alpha này nó có tác động là nó làm tăng phát triển của cái hệ lympho bào, và đặc biệt nó là kích thích cái hệ thống bào thành những cái tế bào trưởng thành, là những cái tế bào có khả năng miễn dịch. Và rất nhiều nghiên cứu người ta chứng minh rằng cái immun alpha nó có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa những cái tình trạng viêm nhiễm đường hô hấp ở cấp trên, ví dụ như ngăn ngừa tình trạng viêm họng, viêm amidan, viêm mũi, viêm phổi các thứ vân vân. Đấy, chính vì vậy cho nên là cái hợp chất alpha này nó có tác dụng vô cùng quan trọng trong cái việc là tăng cường cái hệ miễn dịch cho em bé của chúng ta, và giúp cho em bé của chúng ta có thể ngăn ngừa được cái tình trạng viêm nhiễm đường hô hấp. Dạ vâng, vậy thì để hỗ trợ hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng cho trẻ thì các bậc phụ huynh nên sử dụng immun alpha như thế nào cho trẻ ạ? Và liệu rằng là chúng ta có thể tìm thấy cái hợp chất này ở đâu thưa bác sĩ? Vâng, thế thì bên cạnh cái việc mà chúng ta nuôi dưỡng trẻ cho trẻ có một cái thể trạng tốt đấy, thì chúng ta được biết là những cái trẻ khỏe mạnh thì bao giờ cái hệ miễn dịch của các cháu cũng rất là tốt rồi. Vâng. Thế thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng thêm cái sản phẩm immun alpha, đặc biệt là đối với các cái cháu bé bắt đầu từ ngoài 6 tháng tuổi. Như tôi đã nói ở trên là cái tháng tuổi mà bắt đầu cái nguy cơ bị viêm nhiễm đường hô hấp rất cao, bởi vì các cháu nằm trong cái khoảng trống miễn dịch, tức là cái hệ miễn dịch của các cháu bắt đầu mới hình thành. Thì cũng rất là may là hiện nay thì cũng có những cái sản phẩm là có chứa cái sản phẩm này, ví dụ như là cái immun alpha này thì nó có trong cái thành phần cái gói cốm Privitin 2 của công ty dược phẩm Vinh Gia, và bắt đầu dùng cho trẻ bắt đầu từ 6 tháng tuổi được. Thế và khi chúng ta bổ sung thêm cái thành phần này vào thì nó có tác dụng rất tốt để tăng cường cái hệ miễn dịch cho trẻ. Dạ vâng. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với những câu hỏi tiếp theo thì Trọng Khương xin được nhắc lại một lần nữa với quý vị, đó là tổng đài của chúng tôi 1900 6255 đang rất là sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi kết nối của quý vị, để chờ quý vị đưa ra những câu hỏi liên quan đến các bệnh lý tai mũi họng cũng như là những bệnh lý về hô hấp nói chung. Thì ở một lát nữa thôi, trong phần 2 của chương trình, chúng ta sẽ cùng kết nối trực tiếp để quý vị có thể đưa ra những câu hỏi của mình. Trọng Khương xin nhắc lại là tổng đài 1900 6255. Vâng, theo như bác sĩ vừa chia sẻ thì để có sự phát triển toàn diện thì chúng ta cần phải bổ sung rất là nhiều những dưỡng chất tăng cường sức đề kháng cho trẻ để trẻ không bị ốm vặt và khỏe mạnh. Tuy nhiên thì đi đôi với sức đề kháng của trẻ là sự phát triển toàn diện. Trẻ cần có sự phát triển chiều cao và thể lực tốt để tránh mắc phải vòng xoắn bệnh lý dễ bị khó chữa. Đây là một thuật ngữ mà có lẽ là các bậc phụ huynh được nghe rất là nhiều trên các phương tiện truyền thông, nhưng có nhiều người cũng chưa được hiểu rõ lắm. Vậy thưa bác sĩ, vòng xoắn bệnh lý dễ bị khó chữa là như thế nào ạ? Và mối liên hệ giữa vòng xoắn bệnh lý của trẻ và sự phát triển chiều cao cũng như thể lực của trẻ là như thế nào ạ? Vâng, thực ra thì cái điều này tôi cũng đã giải thích rất nhiều lần trên cái chương trình này cũng như là một số cái chương trình khác rồi. Thì một điều chúng ta, tất cả các bà mẹ của chúng ta đều thấy rằng là một cái đứa trẻ khỏe mạnh, cao lớn thì bao giờ các cháu cũng rất ít ốm đau. Bởi vì làm sao? Bởi vì chính những cái cháu nó đã phát triển thể lực tốt như thế này rồi thì bao giờ nó cũng có một cái hệ miễn dịch rất là tốt. Đấy, cho nên nó không ốm. Thế nhưng mà nếu như là em bé của chúng ta lại chẳng may nó lại, khi mới có những cái cháu là có khi có những cháu là thường 6-7 tháng mới ốm đấy, nhưng có những cháu khi ngay khi sinh ra chẳng may, ngay cái giai đoạn sơ sinh rồi có khi đã mắc về viêm đường hô hấp rồi, mà không những viêm đường hô hấp trên đâu mà có những cháu đã bị viêm phổi luôn rồi đấy, rất là nặng rồi. Thế thì những cái cháu mà đã bị suốt ngày ốm đau từ bé như này thì chúng ta đều biết là như cái phần trên tôi đã nói là những cái cháu viêm nhiễm đường hô hấp này thì sẽ dẫn đến cái hậu quả là thường xuyên là bị dùng kháng sinh, thế rồi là giảm hấp thu các cái chất dinh dưỡng, cho nên là dẫn đến còi cọc và chậm lớn. Thế thì chúng ta đều biết là những cái trẻ khỏe mạnh thì có một cái hệ miễn dịch tốt, nhưng ngược lại những cái trẻ suy dinh dưỡng thì lại hệ miễn dịch lại bị suy giảm. Đấy, người ta gọi là cái hệ miễn dịch ở đây là cái miễn dịch, hệ miễn dịch suy giảm, miễn dịch mắc phải đấy. Thì chúng ta đều biết là đối với người lớn chẳng hạn ấy thì có một cái bệnh mà làm suy giảm hệ miễn dịch chính là bệnh AIDS. Đấy, chính là bệnh mắc HIV đấy. Thế thì nhiễm HIV đấy thì rõ ràng là hệ thống miễn dịch suy giảm thì chắc chắn là sẽ mắc rất là nhiều bệnh. Thế thì suy dinh dưỡng tuy là nó không nặng bằng cái bệnh đấy, nhiễm HIV, thế nhưng mà những cháu suy dinh dưỡng thì bao giờ sức đề kháng cũng rất là yếu. Thế cho nên là chúng ta đều đấy là các cụ của chúng ta luôn luôn nói một câu là những cái bé nào nó khỏe mạnh ấy thì nó át hết bệnh tật đi ấy, nó chẳng ốm gì cả. Ví dụ như cùng một cái môi trường, cùng một cái điều kiện như thế này, cùng là thời tiết lạnh giá như thế này, rồi cùng sống trong một cái môi trường như thế này, thậm chí trong
một lớp cùng các cháu cùng học trong một cái nhà trẻ như vậy, nhưng mà cùng nhiễm cái loại vi khuẩn virus đấy, như tại sao có cháu bị bệnh, có cháu không bị bệnh? Bởi vì những cái cháu mà nó khỏe mạnh, nó có cái hệ miễn dịch tốt thì nó không mắc bệnh. Thế thì chúng ta được biết là khi mà đứa trẻ đã bị suy dinh dưỡng rồi thì sao ạ? Thì lại càng gì ạ? Thì lại hệ miễn dịch suy giảm, lại càng gì? Càng dễ mắc bệnh hơn. Càng dễ mắc bệnh hơn thì lại dẫn đến tình trạng là cháu lại càng miếng ăn, cháu lại càng kém hấp thu dinh dưỡng. Thế cho nên là nó cũng làm cho cái tình trạng suy dưỡng lại nặng lên. Thế người ta gọi là cái vòng xoắn bệnh lý luẩn quẩn ở đây, là những cháu nào đã còi cọc thì cứ còi cọc mãi. Bởi vì làm sao nó không thoát được ra khỏi cái vòng xoắn đấy, bởi vì nó không ăn được, nó không lớn được thì nó lại hay ốm, và hay ốm thì làm sao nó lại suy dinh dưỡng nặng hơn. Đấy, đấy chính là cái vòng xoắn bệnh lý. Mà tôi nghĩ là đây là cái vòng xoắn bệnh lý vô cùng, nó có mối liên hệ rất là chặt chẽ với nhau. Bởi vì là cái chiều cao cân nặng của cháu mà phát triển tốt thì cháu khỏe mạnh, thế nhưng ngược lại cháu còi cọc suy dinh dưỡng thì cháu lại hay ốm thì lại dẫn đến làm sao, lại dẫn đến cái tình trạng là không ăn được thì lại suy dinh dưỡng còi cọc nặng hơn. Thì đấy là cái vòng xoắn bệnh lý rất là khó gỡ ra. Mà muốn để giải quyết được vấn đề này thì chúng ta phải cắt được đứt một cái mắt xích ở trong cái vấn đề này. Tức là làm sao mà chúng ta phải tăng cường được cái hệ miễn dịch cho con, để cho em bé ít ốm đau hơn. Mà khi mà con đã ít ốm đau hơn thì các cháu lại ăn uống tốt hơn, và như vậy thì chúng ta mới thoát khỏi được cái tình trạng bệnh vòng xoắn bệnh lý như thế này. Dạ vâng. Và Trọng Khương xin được đưa ra một câu hỏi nữa dành cho bác sĩ, mà cũng rất là nhiều các quý vị thính giả quan tâm và có gọi điện về cho chương trình mong muốn được biết. Đó là về sản phẩm bổ sung có đủ thành phần và dễ dùng cho trẻ nhỏ, thì bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn một chút không ạ? Và sản phẩm như vậy thì được khuyên dùng cho những đối tượng trẻ nhỏ ở độ tuổi nào và như thế nào ạ? Dạ vâng. Dạ. Tôi nghĩ là cái vấn đề đầu tiên đối với trẻ em thì cái vấn đề nuôi dưỡng rất là quan trọng. Thì như tôi đã nói ở phần đầu rồi, tất cả những cái cháu bé nào sinh ra mà trong suốt thời kỳ mang thai bà mẹ khỏe mạnh, sinh ra em bé khỏe mạnh thì em bé ít ốm đau hơn và được bú sữa mẹ hoàn toàn thì rất là tốt. Thế nhưng mà trên thực tế thì không phải cháu nào cũng được may mắn như vậy. Cũng có những cháu bé chẳng may bị sinh non, có những cháu bé chẳng may bị suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ, hay là đặc biệt có những bà mẹ khi sinh vì một cái lý do nào đó mà không có sữa, hoặc là mất sữa, hay là một điều kiện là không cho con bú được ấy. Thì những cái cháu này là thường là rất là thiệt thòi và cái hệ miễn dịch của cháu bị suy giảm. Thế thì cũng rất là may là hiện nay trên thị trường thì cũng có những cái sản phẩm mà người ta đã sản xuất ra để bổ sung thêm, để tăng cường bổ sung thêm những cái dưỡng chất mà em bé không được cung cấp qua sữa mẹ, hay là được không được cung cấp qua thức ăn hàng ngày. Thế đấy là thì hiện nay thì trên thị trường có cái sản phẩm Previtin 2 của công ty dược phẩm Vinh Gia. Cái sản phẩm này thì nó lại rất là hay, cái là nó chứa đủ hai cái nhóm dưỡng chất. Nhóm dưỡng chất thứ nhất là cái nhóm dưỡng chất tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, thì thứ nhất là bao gồm có Immun Alpha và Colostrum. Đấy, như tôi đã nói ở phần trên thì vai trò của Immun Alpha là nó có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, tăng phát kích thích hoạt động, tăng hoạt động của các cái tế bào lanh phô, giúp cho các tế bào lanh phô non trở thành tế bào lanh phô trưởng thành, cho nên nó có khả năng tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ. Thứ hai là thành phần Colostrum, chính là thành phần sữa non. Thì chúng ta được biết là nếu những em bé nào chẳng may không được bú sữa mẹ, hay là sữa mẹ những cái tháng ngoài 6 tháng trở ra rồi thì cái hàm lượng sữa non gần như là không có nữa, thì sữa non nó chỉ có những cái ngày đầu sau sinh thôi. Thế thì cái thành phần Colostrum này nó có thể bổ sung thêm vào cho em bé chúng ta. Colostrum thành sữa non thì nó lại chứa kháng thể, chứa các cái chất kháng khuẩn, và đặc biệt là cái hàm lượng vitamin A cũng như là hàm lượng protein rất là cao. Cho nên nó có tác dụng giúp cho em bé của chúng ta sản xuất được nhiều kháng thể và tăng cường cái hệ miễn dịch cho em bé của chúng ta. Thế và cũng trong cái thành phần Previtin 2 này thì có chứa một cái nhóm sản phẩm thứ hai, đó là vitamin D3, canxi nano và MK7 và sắt, kẽm các thứ vân vân. Thì chúng ta biết đây là cái nhóm dưỡng chất mà giúp cho em bé của chúng ta có thể phòng ngừa tình trạng còi xương, phòng ngừa cái tình trạng thiếu vitamin D, còi xương từ khi còn nhỏ, tức là giúp cho em bé phát triển thể chất tốt. Thì trên thực tế các bạn quan sát, chúng ta đều thấy những trẻ bé nào cao lớn khỏe mạnh thì bao giờ em bé cũng có một cái hệ miễn dịch khỏe mạnh. Thế như vậy thì chúng ta bổ sung thêm cái thành phần này vào thì vừa có hai tác dụng, tức là tác dụng hai trong một đấy ạ. Thì là thứ nhất là vừa có bổ sung những cái thành phần tăng cường hệ miễn dịch cho em bé, và cái thứ hai là cũng lại bổ sung những dưỡng chất cần thiết để giúp cho phát triển về thể chất của em bé. Thế về cái đối tượng dùng thì ở đây thì thông thường thì bắt đầu khuyến cáo được dùng cho em bé bắt đầu từ 6 tháng tuổi. Thế liều dùng thì từ em bé mà từ 6 tháng cho đến 3 tuổi thì chúng ta chỉ cần dùng một gói một ngày thôi. Thế còn bắt đầu từ 3 tuổi trở lên thì chúng ta có thể dùng 2 gói một ngày, và cái thời gian mỗi đợt dùng thì chúng ta có thể dùng khoảng từ 3 đến 6 tháng. Đấy. Hoặc là cứ mỗi một năm thì có thể dùng độ khoảng 2-3 đợt như vậy, thì có tác dụng là nó hỗ trợ bổ sung thêm vào để tăng cường cái hệ miễn dịch cho trẻ, cũng như là giúp cho trẻ phát triển về cái chiều cao, thể lực tốt. Và khi mà em bé phát triển chiều cao và thể lực tốt thì chắc chắn rằng là em bé sẽ có hệ miễn dịch tốt, mà hệ miễn dịch tốt thì đương nhiên là em bé sẽ ít mắc bệnh tật hơn.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, khi mà trẻ bị viêm đường hô hấp thì rất là nhiều các bậc phụ huynh họ dùng kháng sinh cho trẻ. Có những trẻ thì có thể là sử dụng được, nhưng mà có những trẻ lại bị gặp những vấn đề khác như là rối loạn tiêu hóa hoặc là tiêu chảy. Vậy thì trong trường hợp này có lẽ là không thể dùng kháng sinh cho trẻ được. Theo bác sĩ là lúc này thì chúng ta, các bậc phụ huynh cần phải có cái phương cách nào giúp trẻ có thể khỏi được viêm đường hô hấp ạ? Thực ra ấy thì khi mà các cháu bị viêm đường hô hấp, nhất là viêm đường hô hấp mà do đầu tiên thì có thể do virus thôi. Thế nhưng mà sau đó thì thường là cái sức đề kháng yếu, cho nên các cháu lại bị bội nhiễm vi khuẩn. Cho nên thông thường lúc này cháu có sốt cao, có nổi hạch hốc hàm, một thứ vân vân, tình trạng nhiễm vi khuẩn thì chắc chắn là bác sĩ sẽ phải chỉ định dùng kháng sinh. Và hơn nữa thì không những là hiện nay là tình trạng sử dụng kháng sinh còn rất tràn lan, bố mẹ có khi còn không cần đi khám bác sĩ cũng tự đi mua kháng sinh cho con dùng. Thế chính cái việc là dùng kháng sinh như vậy thì chúng ta đều biết là kháng sinh nó như là con dao hai lưỡi vậy. Thứ nhất là khi dùng kháng sinh vào thì nó không những nó tiêu diệt các cái vi khuẩn có hại gây viêm nhiễm ở trên đường hô hấp mà nó lại tiêu diệt luôn tất cả những cái vi khuẩn có lợi ở trong đường ruột nữa. Thế thì khi mà em bé dùng kháng sinh vào thì bao giờ cũng dẫn đến cái tình trạng loạn khuẩn, tức là mất cái cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Và cái tác dụng phụ của kháng sinh chúng ta rất hay gặp ở trẻ em đó là chính là tình trạng táo bón và tình trạng tiêu chảy. Thế thì khi bị táo bón hoặc tiêu chảy thì như tôi đã nói ở trên rồi thì ảnh hưởng đến việc hấp thu các chất dinh dưỡng cho em bé của chúng ta, và đây chính là nguyên nhân làm cho bé trẻ còi cọc chậm lớn. Vậy thì để khắc phục cái tình trạng tác dụng mất cái tác dụng phụ của kháng sinh đấy, thì chúng ta có thể khi mà em bé chẳng may bị ốm phải dùng kháng sinh thì các bậc phụ huynh nên bổ sung thêm men vi sinh cho em bé. Thế thì men vi sinh cho em bé ở đây thì chúng ta đều biết là trên thị trường thì bây giờ có rất là nhiều loại. Thế đứng trước một các mẹ chúng ta đứng trước một cái hiệu thuốc thì cũng rất là nhiều loại, thì chúng ta cũng đang phân vân là không biết nên dùng loại kháng sinh, loại men vi sinh nào. Thế thì tôi cũng có thể tư vấn cho các quý vị thêm là khi bổ sung men vi sinh tức là chúng ta bổ sung những vi khuẩn có lợi. Thế bổ sung đây là những bổ sung những vi khuẩn sống. Thế cho nên là khi chọn cái men vi sinh đó thì các quý vị cần phải hiểu biết, thứ nhất là nó phải được sống, cái con vi khuẩn đó nó phải được bảo vệ qua được cái dịch vị của được tiêu hóa, dịch vị của dịch axit dạ dày và dịch mật, có nghĩa là nó phải được sống sót hoàn toàn vào trong cái gì để làm sao mà nó xuống được ruột non rồi nó xuống đến ruột già, bởi vì hầu hết mà là các cái vi khuẩn có lợi này nó phát triển ở ruột già và ruột non đấy. Thế chính vì vậy cho nên là khi chọn men vi sinh thì thứ nhất là chúng ta phải chọn cái men vi sinh nó có đủ hai thành phần. Đủ hai thành phần ở đây là gì, thì trong cái gói men vi sinh đó nó phải chứa cả cái lợi khuẩn, tức là các cái probiotic, và thứ hai là chứa các cái chất xơ hòa tan là thức ăn để nuôi những lợi khuẩn này, chúng ta gọi là prebiotic. Thế đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu cái thành phần của cái men vi sinh đó nó có hai thành phần hay không. Cái thứ hai rất quan trọng đó là cái công nghệ sản xuất. Cái công nghệ sản xuất thì rất là quan trọng, bởi vì chính cái công nghệ sản xuất này nó sẽ bảo vệ cho vi khuẩn được sống sót hoàn toàn qua cái dịch vị của axit dạ dày cũng như là cái dịch mật, để hoàn toàn vi khuẩn, đưa vi khuẩn sống sót đến đường tiêu hóa. Thế thì cái công nghệ sản xuất tiên tiến nhất hiện nay ở cái thế đó là công nghệ Lab 2 Pro. Lab 2 Pro tức là cái con vi khuẩn này nó được bảo vệ bởi hai màng, đầu tiên là cái màng polysaccharide để tránh cái sự pha đập cũng như là áp suất nhiệt độ ở bên ngoài, và cái thứ hai là cái màng protein, nó có tác dụng bao bọc bảo vệ con vi khuẩn, bởi vì chúng ta biết là màng protein khi qua dịch axit ở dạ dày thì protein nó đông bón lại, cho nên nó có tác dụng bảo vệ cái con vi khuẩn này không bị tác dụng của cái dịch vị axit dạ dày, cho nên nó sống sót được đưa vào trong ruột. Đấy là cái quan trọng nhất, là cái công nghệ Lab 2 Pro là cái công nghệ mà rất là tiên tiến hiện nay. Và cái điều thứ ba thì chúng ta biết là men vi sinh thì chúng ta có thể sử dụng lâu dài, sử dụng cho cả trẻ nhỏ, nên chúng ta chọn cái loại men vi sinh mà có nguồn gốc người ta chiết xuất từ những cái loại có từ thiên nhiên, có từ những cái thực phẩm, ví dụ như là cái từ sữa chua, hay là từ cái món ăn, từ kim chi, từ cái món ăn thay dưa muối, tất cả những cái thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày thì nó rất là thân thiện với cả mọi người, cho nên là chúng ta dùng hoàn toàn là rất là yên tâm. Thế thì hiện nay trên thị trường thì tôi thấy có cái men vi sinh Golden Lab được nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc, được phân phối bởi công ty dược phẩm Binh Gia, là hội tụ được đủ ba cái tiêu chuẩn ở trên, tức là men vi sinh này có chứa cả hai thành phần probiotic và prebiotic, thứ hai được sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay là công nghệ Lab 2 Pro, và thứ ba là được chiết xuất cái probiotic này được chiết xuất từ cái món ăn rất quen thuộc của người Hàn Quốc, đó là món ăn kim chi. Thế cho nên là trong cái trường hợp nếu như em bé của chúng ta chẳng may phải dùng kháng sinh, hay là chẳng may trong những trường hợp bé bị rối loạn tiêu hóa hay biếng ăn, thì các bậc phụ huynh có thể bổ sung thêm men vi sinh Golden Lab với cái liều lượng là 1 đến 2 gói một ngày, và cái thời gian sử dụng là cũng có thể sử dụng tối thiểu là sử dụng khoảng 3 tuần và chúng ta cũng có thể kéo dài 1 đến 2 tháng tùy vào cái tình trạng bệnh tật cũng như là tình trạng thể trạng của từng trẻ.
Dạ vâng, rất là tuyệt vời thưa quý vị. Đó là những thông tin, những kiến thức mà Trọng Khương nghĩ rằng là cực kỳ cần thiết, bổ ích dành cho quý vị thính giả, đặc biệt là các bậc phụ huynh khi mà chúng ta đang ở trong những thời tiết, đang ở trong thời tiết rất là lạnh như thế này. Phần 2 của chương trình là lúc mà chúng ta có thể kết nối trực tiếp với nhau để quý vị thính giả có thể đưa ra những câu hỏi, những điều mà mình còn băn khoăn đến với khách mời của chúng ta và sẽ cùng lắng nghe bác sĩ chia sẻ, giải đáp. Lúc này thì xin mời quý vị cùng gọi về số tổng đài 1900 6255. Và thưa quý vị, ngay lúc này đây thì chúng tôi đã kết nối thành công với một vị thính giả đầu tiên đã gọi điện về cho chương trình. Và hãy cùng chúng tôi trò chuyện kết nối với vị thính giả này. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng, xin nghe. Dạ, alo, em chào, xin chào ạ. Vâng, xin chào vị thính giả nữ đầu tiên đến với chương trình. Trước hết thì chị giới thiệu một chút về mình đi ạ. Dạ, em tên là Huyền, em ở Long An. Vâng. Em muốn lên gặp bác sĩ hỏi về tình trạng của bé em á. Vâng. Bé em nay là được 15 tháng rưỡi rồi. Mà bé chỉ có 9-7 thôi mà bé cứ bị sổ mũi á, sổ mũi hoài luôn. Cứ em đi khám tư chuyên khoa nhi á, thì khám cho thuốc về thì bé hết. Bé hết rồi hết thuốc thì bé lại bị lại, mà chỉ sổ mũi thôi. Chứ bé không ho. Ăn uống thì bình thường mà bé lại sụt cân nữa đó anh. Vâng. Như là về ăn uống thì cũng bình thường, ngủ thì cũng bình thường, không quấy khóc. Mà cứ hết đó thì bé được lên cân được vài trăm gram. Vâng. Rồi cái ho, cái bị lại là bắt đầu bé sụt cân tiếp, cứ bị vậy hoài á. Thì em cho em hỏi là như là bé 15 tháng mấy á. Vâng. Mà có 9 mấy như vậy là có bị suy dinh dưỡng không nè bác? Rồi. À, chào bạn, thứ nhất ý thì là cho tôi xin hỏi là bạn, bé nhà bạn là bé trai hay bé gái ạ? Dạ bé gái ạ. Bé gái. À, chiều cao của cháu bây giờ là bao nhiêu? Dạ chiều cao bé là chỉ có 85 thôi. 85 á? 85 thì là quá tốt rồi. Tại vì là một cháu bé mới có 15 tháng tuổi thôi mà cân nặng là 9-7 thì cháu vẫn là hoàn toàn bình thường em. Cháu không bị, chưa bị suy dinh dưỡng nhá. Tại vì là một cháu bé, đối với cháu gái thì 1 tuổi là cháu chỉ cần có 8-9, tức là 9 cân thôi. Đấy, bây giờ cháu 15 tháng thì là bây giờ cháu những 9-7 thì như vậy là cũng vẫn là nằm trong giới hạn bình thường. Đấy, và chiều cao, nhất là chiều cao mà lại được 85 nữa thì lại quá tốt luôn đấy. Chiều cao thực ra ở lứa tuổi này chỉ 15, cần tầm 15 tháng rưỡi bác. Vâng, kể cả 16 tháng thì cháu vẫn nằm trong giới hạn bình thường, có như chưa bị suy dinh dưỡng. Thế nhưng mà có lẽ là cái điều mà em lo lắng nhất hiện nay là cái tình trạng viêm mũi cứ tái đi tái lại nhiều lần đúng không? Cứ suốt ngày sổ mũi đúng không? Mà ở trong đấy thì thực ra là khí hậu là ấm chứ không có lạnh như miền Bắc đúng không? Thế mà con mình lại vẫn cứ thường xuyên bị viêm mũi như vậy đúng không? Thế thì thì thứ nhất ý, thì theo tôi ý, thì có thể là do khả năng là cái nghĩa là cái có thể cái miễn dịch, khả năng miễn dịch của bé là không được tốt lắm. Đấy. Thế cho nên là bây giờ nếu như mà cứ mỗi lần em đi khám như vậy thì bác sĩ cho thuốc, nhất là thuốc kháng sinh các thứ dùng thì có thể cháu đỡ, nhưng mà sau đó thì vì cái sức đề kháng của cháu nó không tốt, thế cho nên là nó cứ tái đi tái lại nhiều lần. Thế bây giờ thì theo tôi ý, thì là bạn có thể nên dùng bổ sung thêm cho cháu những cái thành phần mà nó có thể tăng cường hệ miễn dịch cho con. Đấy. Thứ nhất ấy, là bạn có thể bổ sung những cái vi chất dinh dưỡng, ví dụ như bổ sung thêm vitamin D này, bổ sung thêm kẽm này, bổ sung thêm sắt này, vân vân. Đấy, vitamin C nữa, cho cháu ăn tăng cường rau xanh hoa quả lên thì chúng ta biết là vitamin C là một vitamin cũng rất tăng cường miễn dịch rất là tốt. Bên cạnh đó thì bạn có thể dùng cho con cái gói cốm Previtin 2 như là cái chương trình phần đầu nếu như bạn nghe mà tôi đã giới thiệu đấy. Thì cái Previtin 2 này nó có chứa cái thành phần, thứ nhất là cũng bạn cũng đỡ phải bổ sung vitamin D, bởi vì trong này nó cũng có thành phần vitamin D và đặc biệt là có vitamin D MK7 là cái vitamin rất tốt để giúp cho cái chuyển hóa xương của cháu rồi nhá. Thì cái thứ hai nữa là trong cái thành phần này nó có một cái nhóm dưỡng chất thứ hai tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, đó chính là Immunalpha và Coletrum, tức là thành phần sữa non đấy. Đấy, không biết là bây giờ bạn có đang còn cho con bú mẹ không? Dạ không. À đấy, không 6 tháng là em đã đi làm rồi. À thế 6 tháng đi làm cai sữa mẹ đấy, đấy chính là cái nguyên nhân là thiệt thòi cho em bé là cháu không được bú sữa mẹ, cho nên là cái khả năng tăng cường cái miễn dịch cho cái hệ miễn dịch chủ động thụ động của cháu được truyền qua sữa mẹ của cháu là bị suy giảm rất nhiều. Thế cho nên bây giờ em có thể bổ sung cho cháu cái gói cốm Previtin 2, và với cháu bé nhà em mới có 15-16 tháng tuổi như này thì mỗi ngày em chỉ cần cho cháu một gói thôi. Nhá. Mỗi ngày một gói thôi, và em có thể bổ sung liền trong khoảng 3-6 tháng thì tôi nghĩ là sẽ giúp cho em bé của chúng ta có cái sức đề kháng tốt và cháu sẽ ít bị cái viêm nhiễm đường hô hấp, đặc biệt là cái sổ mũi hơn rất là nhiều. Và như vậy thì chắc chắn là cháu sẽ phát triển tốt hơn nữa về cân nặng chiều cao. Tuy nhiên là hiện nay thì cân nặng chiều cao của cháu là vẫn bình thường, thế nhưng mà nếu như mà cứ bị tái lại nhiều lần như thế này nữa mà cháu lại biếng ăn nữa thì sẽ dẫn đến sẽ thiếu suy dinh dưỡng. Hiện tại thì suy dinh dưỡng nhưng mà em phòng ngừa cho cháu như vậy thì cháu sẽ phát triển tốt hơn nhá.
Dạ, em cảm ơn bác sĩ. Rồi, chào em. Như là bác sĩ cho em hỏi thêm một vấn đề nữa là con trai em nó là 5 tuổi rồi nhưng mà bé hay bị đường tiêu hóa không được tốt á, cho nên hay bị ói á. Thì mỗi lần ói như vậy á, bé hay trên mặt bé hay nổi những cái đốm đỏ đỏ á bác. Nhưng mà chừng qua ngày hôm sau lại lặn mất, cho em hỏi là cái đó là tại sao ạ? Thứ nhất ý là 5 tuổi rồi mà ăn vẫn hay ói à? Dạ. Thì em có ép cháu ăn quá nhiều không? Như là không bác. Tôi nghĩ lúc nào bị ép ăn nó mới ói hay là cứ bình thường ăn là nó cũng ói? Dạ. Như là bé của cháu thì ăn cũng được lắm nên nhiều khi bé thế nhưng mà bác mới hỏi luôn là cái ói đấy nó có liên quan đến thức ăn nào không? Ví dụ như cái gì nó cũng ói hay là nó chỉ uống sữa hay nó ăn một cái loại thực phẩm nào đấy nó mới ói? Đấy, đại nhất là nó lại có nổi mụn. Ăn đồ chiên vào là bị ói. Thế chứ còn hay là uống cái loại sữa nào hay ăn loại hải sản nào mà nó bị ói không? Dạ không ạ. Tại vì là như thế này này, tại vì em có liên quan đến cái việc là cháu ăn cháu ói, và thứ hai nữa là sau đó thì cháu lại nổi cái mẩn đỏ mặt lên ấy, thì bác sợ là con em có thể dị ứng một cái loại thức ăn nào đấy đấy. Đấy, tại vì là cái dị ứng với thức ăn, ví dụ như trứng, rất là nhiều cháu bị dị ứng với lạc, tức là đậu phộng đấy. Thế rồi là dị ứng với trứng này, hay là một số cháu dị ứng sữa, hay là một số dị ứng hải sản này. Đấy, hay là những cái đồ ăn chiên rán mà nó khi là có cái chất phụ gia cái thứ người ta tẩm ướp ở trong đấy, nó cũng có thể là nó gây cái dị ứng. Thế cho nên nếu như trước mắt là em phải theo dõi xem là con ăn cái thức ăn gì mà hay nôn ói như vậy, thì lần sau em phải bỏ cái thức ăn ấy đi, bởi vì cái nôn ói cũng là biểu hiện của một tình trạng dị ứng. Và cái thứ hai nữa là nhất là sau ăn vào xong hôm sau mặt cháu lại nổi cái nốt lên nữa thì khả năng là cháu dị ứng thức ăn đấy. Cho nên là cái việc đầu tiên của em là em phải tìm hiểu xem, là theo dõi xem là con mình ăn cái gì vào để hay bị nôn ói, và ăn cái gì vào thì hôm sau nó nổi mẩn đỏ lên thì em phải loại bỏ cái loại thức ăn ấy đi, bởi vì đấy có thể là một triệu chứng biểu hiện của cái dị ứng thức ăn ở trẻ em nhá. Dạ, em cảm ơn bác sĩ ạ. Rồi. Vâng, đó là những lời tư vấn chia sẻ rất là sát thực, kỹ lưỡng dành cho vị thính giả đầu tiên đến từ thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải. Và thưa quý vị, tổng đài của chúng tôi 1900 6255 vẫn tiếp tục nhận những kết nối trực tiếp của quý vị thính giả hỏi về những vấn đề liên quan đến hô hấp của trẻ nhỏ. Và lúc này xin mời quý vị cùng Trọng Khương kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc nổi tiếng, xin chào thính giả. Alo, em chào bác sĩ ạ. Vâng, chào bạn. Xin chào bạn. Bác sĩ ơi, cho em hỏi là bé nhà em năm nay là 6 tuổi ạ. Vâng. Bé nhà em nó lười ăn lắm bác sĩ ạ. Em vừa tuổi em cho uống cái body vitamin 3 lẫn cái men golden lát. Vâng, được vâng. 3 tháng rồi ạ. Nhưng mà em vẫn thấy cái cháu nhà em nó ăn nó lười lắm ạ. Bác sĩ cho hỏi là hiện tại là bé nhà em năm nay là được 20 cân, cao 1m2. Thế là như thế là có còi không bác? Vâng. Cháu là bé trai hay bé gái nhỉ? Bé gái bác ạ. Bé gái. Vâng. Như vậy thì cháu hoàn toàn bình thường em ạ nhá. Một cháu bé gái 6 tuổi mà cao được những 1m2 là cao, khá cao đấy. Bởi vì là bình thường ở lứa tuổi này thì ngay theo chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới thì cháu chỉ cần 1m15 thôi. Cháu được những 1m2 thì như vậy là rất là tốt rồi. Thế là còn cân nặng thì 20 cân là vừa đủ chuẩn luôn. Thế nhưng mà vì có thể là do cháu cao hơn chuẩn cho nên là có thể trông cháu hơi gầy một chút. Chứ còn thì nhưng mà bé nhà cháu nó ăn uống nó lười lắm, ăn lâu ạ. Bây giờ ấy, cái vấn đề ăn uống lười ở đây ấy, thì mặc dù là cháu không ăn lười ăn nhưng mà vẫn bị suy dưỡng, thì thứ nhất bây giờ các gia đình cần phải xem lại cái cách cho cháu ăn như thế nào. Thứ nhất là bây giờ cháu đã biết có tự giác xúc thức ăn, tự xúc ăn lấy không, hay là vẫn bố mẹ vẫn phải bón? Vẫn tự ăn bác sĩ ạ. Tự ăn. Thứ hai ấy, là bây giờ ấy là bố mẹ có bao giờ, nhất là mẹ thì có bao giờ là hỏi cái ý muốn của con là con muốn ăn món gì không, có làm theo cái sở thích của bé không, hay là mình cứ áp đặt những cái món ăn? Cháu chỉ thích ăn cơm trứng thôi ạ. Chỉ ăn cơm trứng thôi. Thế thì cái thức ăn cơm trứng cho cháu ăn trứng được, tại vì tuổi của bé là 6 tuổi rồi thì ngày nào cũng ăn trứng được mà. Đấy thì nếu như mà tức nhất là bây giờ cháu đã lớn rồi thì mình phải tôn trọng cái ý thích của trẻ. Trước khi nấu bất cứ món ăn gì thì nên hỏi ý kiến của con thích món gì thì mẹ có thể tăng cường những cái món, đương nhiên ăn đa dạng thì tốt. Thế nhưng mà nếu cháu thích cái món gì hơn thì mình có thể ưu tiên cho con ăn nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là bác muốn hỏi luôn nữa là cái vấn đề là thứ nhất là con có hay ăn vặt, ví dụ như bim bim, bánh kẹo, nước ngọt không? Không, cái đấy là không, cấm không ăn những cái đấy đúng không? Bánh kẹo các thứ là không ăn, không ăn, nước ngọt bim bim cũng không uống đúng không? Hoa quả, nước ngọt các thứ cũng không ăn. Vâng.
Thế ví dụ ngoài ăn cơm ra thì ví dụ như là những cái món khác như là cháo, mì, súp, phở, bún các thứ thì nó có thích cái món nào nữa không? À đấy, thì thỉnh thoảng thì cháu lại bảo ăn sáng, thì cháu thì bảo ăn phở, ăn cháo thôi. Ờ vâng, đấy, thế thì tôi nghĩ là bây giờ với bé 6 tuổi rồi, cháu khá lớn rồi, cháu có thể biết tự lựa chọn thức ăn cho mình rồi, thậm chí là có những cháu nó còn tự biết nấu những cái món nó yêu thích nữa rồi đấy. Thế cho nên là mẹ nên là thứ nhất là để tập lại, thứ nhất là những cái lúc mẹ nấu ăn ấy thì cho con phụ giúp cùng với mẹ. Đấy, thậm chí cho con chuẩn bị rau, cho con chuẩn bị thậm chí là đứng những cái món ăn thì cho cháu được tham gia cùng cái nấu bếp với mẹ thì cháu sẽ thích thú với vấn đề ăn uống hơn. Đấy. Dạ. Thế thì là đấy là cách của cháu bây giờ chữa chủ yếu là về vấn đề tâm lý là quan trọng. Đấy, rồi dạ, thứ hai là hỏi ý kiến của con xem con ăn món gì cái thứ này thì đã cải thiện dần thôi. Còn thì theo tôi nghĩ thì với cân nặng và chiều cao của cháu thì cháu hoàn toàn bình thường, bố mẹ cũng đừng quá phải lo lắng nhá. Thế còn cái việc mẹ em tiếp tục dùng cho cháu hai cái sản phẩm kia thì cũng tốt thôi, nhưng mà cái việc quan trọng nhất bây giờ vấn đề là bây giờ là thay đổi về cái làm sao mà cho cháu nó tự giác ăn, và thứ hai nữa là cháu được ăn những cái món gì mình yêu thích thì tôi nghĩ là sẽ cải thiện dần được tình trạng về gan của cháu hơn nhá. Bác sĩ cho em hỏi là tôi uống cái sản phẩm Divitin 3 đấy thì uống bao nhiêu tháng thì dừng thì là thế nào? À, cái đấy sản phẩm này thì thực ra Divitin 3 thì nó khác với Divitin 2 ấy, là nó ngoài cái chứa vitamin D3, canxi, nano và MK7 thì nó có chứa thêm DHA, chứa thêm taurin. Đấy, và những cái thành phần này nó rất là tốt cho cái phát triển về thị giác cũng như là trí não của bé. Thế thì cháu nhà em bây giờ 6 tuổi là bắt đầu cháu đi học lớp 1 rồi, cho nên là cháu cần bổ sung thêm những cái dưỡng chất này. Thế thì nếu như là có điều kiện thì em có thể uống hàng ngày không sao cả, nhưng mà thông thường thì bổ sung khoảng 3 tháng, sau đó em có thể nghỉ 3 tháng rồi em lại bổ sung. Tức là ví dụ như 1 năm có thể bổ sung 2 đợt, mỗi đợt khoảng 3 tháng là được. Đấy. À, vâng, đấy thì vâng, là nó sẽ giúp hỗ trợ cho cháu thêm kể về phát triển về chiều cao đấy, có thể là vâng, cũng có thể em uống cái này là cái chiều cao của cháu rất là tốt đấy, bây giờ là cao hơn chuẩn đến 5 cm rồi đấy, và cái thứ hai là nó hỗ trợ đấy, về cái phát triển trí não cũng như thị giác, thị lực của bé đấy, có thể là cho nên là giúp cho cháu, tại vì cái cận thị học đường của chúng ta bây giờ rất là cao. Thế rồi là cái thứ thì em muốn bổ sung cái này vào thì cũng rất là tốt, bởi vì giúp cho cháu, nhất là cháu lại biếng ăn như vậy thì nó không thể cung cấp đủ cái dưỡng chất qua cái thức ăn uống hàng ngày được ấy, thì em bổ sung thêm vào thì là rất là tốt. Thì cô có thể 3 tháng là nghỉ 3 cô tháng. 3 tháng thì nghỉ khoảng 3 tháng. Ừ. Thì mỗi ngày cho cháu 2 gói thôi nhá. Vâng ạ. Rồi, cảm ơn bác sĩ ạ. Rồi chào em. Vâng, cảm ơn vị thính giả đã tin tưởng chương trình, gọi điện và lắng nghe những chia sẻ rất là kỹ lưỡng đến từ vị khách mời của chúng ta, bác sĩ Lê Thị Hải. Thưa quý vị, quay trở lại với chúng tôi với những kết nối trực tiếp thông qua tổng đài 19006255 là một thính giả nữa cũng đã kết nối thành công với chương trình. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc nổi tiếng, xin chào thính giả. Vâng, alo ạ. Vâng. Chào chương trình, chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào vị thính giả. Này, nhà em có 2 con gái. Thì vâng. 6 năm nay là 10 tuổi, thì cao 1m47, nặng 35 cân. Vâng. Thế còn 16 là 9 tuổi, thì cao 1m3 cũng 36-37, nặng 31 cân. Vâng. Thế thì cho em hỏi là cái chiều cao với cái cân nặng của cháu như thế thì có bình thường không ạ? Cái cháu lớn thì nhìn hơi gầy chút ạ. Thế còn một cho em hỏi là cháu con gái của em gái em thì năm nay là 13-14 tuổi rồi, nhưng mà cháu rất là thấp với còi, thì bác cho em lời khuyên xem làm thế nào để cho nó tăng cái chiều cao với cân nặng của cái cháu trai nhà em ấy ạ. Vâng. Thứ nhất thì là thứ nhất là tôi xin chúc mừng bạn là bạn có 2 cô con gái, tuy là đẻ rất là sát nhau 9 tuổi với 10 tuổi nhưng mà nuôi lại quá là tuyệt vời nhá. Nuôi quá tuyệt vời, ở đây ý tôi nói là cái cháu mới có 10 tuổi thôi mà đã cao những 1m47 và 35 cân thì có nghĩa là cháu đã đang vượt chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới rồi đấy nhá. Vượt đến coi như là ví dụ như là về chiều cao thì là cháu đang vượt tới gần 10 cm ấy, tại vì cháu bé 10 tuổi chỉ cao có 1m38 thôi mà con em những 1m47 rồi nhá. Thứ hai là cân nặng thì chỉ có 31 cân, bây giờ đang 35 cân rồi. Thế cho nên là cháu phát triển rất là tốt. Tuy nhiên thì tại sao trông cháu hơi gầy một tí, bởi vì nếu như nó cao 1m47 thì nó chỉ phải khoảng 37 cân. Đấy, thế nhưng nó 35 cân thôi, nhưng mà như thế thì cũng rất là đẹp rồi, bởi vì là bé gái mà đến cái lứa tuổi này giữ được form người như thế là quá tuyệt vời. Đấy, thế còn bé thứ hai cũng vậy, bé thứ hai mới có 9 tuổi thôi thì cũng đã có cân nặng bằng bé 10 tuổi và chiều cao cũng xít sát bé 10 tuổi rồi. Cho nên là hai cái bé gái nhà em là quá là tuyệt vời rồi, không có gì phải lo lắng cả, và vẫn cứ tiếp tục với cái chế độ nuôi dưỡng như vậy thì tôi nghĩ chắc chắn là cái này sau cháu sẽ có phát triển rất là tốt nhá. Thế còn riêng cái trường hợp mà cháu của bạn ấy, tức là cái cháu bé 13, 14 tuổi là con trai đúng không? Dạ vâng. Mà bây giờ cân nặng chiều cao bao nhiêu? Cân nặng thì cũng chỉ hơn 30 cân, không bằng con gái thì đấy, em 10 có hơn 30 cân thôi và cao. Mà chiều cao cũng rất là thấp,
Thì đương nhiên là chiều cao và cân nặng của cháu. Bây giờ mà một con trai 13, 14 tuổi thì bây giờ nó phải là khoảng, thứ nhất là nó phải khoảng 45, 46 cân, phải cao phải mét mấy rồi, mét 6 rồi chứ. Thế nhưng mà bây giờ thì cháu này thì đương nhiên là suy dinh dưỡng rồi nhá. Cháu này suy dinh dưỡng thể còi cọc rồi. Thế thì bây giờ thì là tại sao mà bác nuôi con tốt thế thì sao lại không phổ biến kinh nghiệm cho em để nuôi cháu tốt hơn. Nói đùa vậy thôi chứ còn thì nó còn tùy theo cái cách nuôi dưỡng, và thứ hai là còn gen di truyền cái thứ nữa đúng không? Thế nhưng mà bây giờ nói vậy thôi thì bây giờ cái trường hợp cháu của bạn ấy, tức là con của em ấy, gái ấy, thì là bây giờ thì tốt nhất thì nếu có điều kiện ấy thì nên cho con đi khám chuyên khoa dinh dưỡng nhá. Để đến đấy các bác sĩ có thể làm các xét nghiệm xem cháu có thiếu cái vi chất dinh dưỡng gì không, rồi bổ sung, rồi là tư vấn chế độ ăn. Thế nhưng mà nếu như trường hợp mà chưa đi khám được ấy, thì với cái trường hợp với cháu bé nó bị thấp còi như thế này rồi thì bây giờ là gia đình có thể tự bổ sung mua cho cháu. Thì đối với cháu đã 13, 14 tuổi rồi thì em bảo em gái của em là mua cho cháu cái sản phẩm bổ sung để tăng chiều cao, tức là cái viên uống Viptin. Viên uống Viptin nhá, mỗi ngày cho con uống là khoảng 4 viên chia cho 2, chia 2 lần sáng và trưa. Và cũng uống một cái đợt khoảng 3 tháng, thế xong đó là tại nghỉ khoảng 3 tháng, hoặc là nếu không có điều kiện thì có thể bổ sung liên tục cũng được cho đến khi cháu 18 tuổi. Đấy thì sẽ cải thiện được cái tình trạng chiều cao của cháu. Thế còn bây giờ vấn đề về cân nặng thì nếu chắc là cháu lười ăn đúng không? Nói chung là bố mẹ thì cứ vất vả ấy ạ. Vất vả cho nên là cũng không có điều kiện chăm sóc con lắm đúng không? Ừ. Đấy thì bây giờ về cái... Đấy. Bố bảo là nó còi quá, nó thấp quá thì bố nó cứ bảo là kệ nó trước, bố nó cũng thế. À đấy. Vâng. Đấy, thế thì tôi đang bảo là trong bởi vì là nó là trong hai gia đình khác nhau cho nên cái quan niệm về nuôi dạy cũng như là cái quan niệm nó rất là khác nhau. Đúng là bố nó nói thì cũng có phần đúng đấy, bởi vì những cái cháu, có những cháu là bé nó còi như thế nó chưa, nhưng mà bây giờ mà đã 13, 14 tuổi là bắt đầu con trai là bắt đầu bước sang tuổi dậy thì rồi đấy. Có thể là cháu này nó giống bố, nó dậy thì muộn thì có thể cao sau, thế nhưng mà như thế thì cũng là thiệt thòi cho cháu. Thế cho nên là bây giờ vâng, thế thì bây giờ là nên, thế thì bố quan điểm thế thì cũng khó đúng không? Thế nhưng mà theo tôi thì tuy là đừng có đợi đến lúc sau này nó lớn, mà bây giờ thì tôi nghĩ là bây giờ cũng đã là quá thiệt thòi cho cháu rồi, cho nên là cũng nên quan tâm đến cái chế độ dinh dưỡng cũng như là cái chế độ ăn uống cho cháu. Đấy, ví dụ như là bây giờ tăng cường cho cháu uống sữa, ăn các chế phẩm từ sữa này, ăn tôm cua cá này, ăn các thứ đầy đủ hơn này, thế rồi là bổ sung thêm những cái thực phẩm chức năng như tôi nói ấy, thì sẽ giúp cho cháu nó hấp thu dinh dưỡng tốt hơn và nó sẽ tăng chiều cao tốt hơn. Chứ bây giờ nhất là con trai thanh niên mà thấp bé như thế này thì rất là thiệt thòi cho cháu sau này nhá. Vâng, mà em không nghĩ là cái tuổi nó lớn thì nó cũng chỉ có thời kỳ. Vâng, thời kỳ thôi, cháu bây giờ là bắt đầu 14 tuổi là bắt đầu bước sang của năm của các cái cháu trai là bước sang tuổi dậy thì rồi đấy. Thế cho nên là nó cũng, nếu nó có lớn nhanh thì nó cũng, bây giờ thì nó mới bắt đầu vào lớn thì cũng có thể là 2-3 năm nữa nó sẽ lớn. Thế nhưng mà dù thế nào thì thế thì như mình cũng vẫn phải, bây giờ con đang suy dinh dưỡng như thế thì cũng vẫn phải quan tâm chế độ dinh dưỡng cũng như là bổ sung thêm những cái dưỡng chất cho cháu nhá. Thế thì cái viên đấy là uống sau ăn hay trước ăn hả bác? Uống sau ăn. Dạ. Uống sáng và uống thế trưa. Vâng. Với cả để nó lười ăn nữa. Nếu mà ăn nó hấp thu không tốt thì có thể uống thêm cái men tiêu hóa, men vi sinh Golden Lab cũng ngày 2 gói nữa. Uống song song với nhau. Vâng. Thì giúp với cả thứ hai là cái chế độ ăn, bố mẹ cũng phải quan tâm đến chế độ ăn của con. Tuy là cháu đã lớn rồi. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề nữa ở cái lứa tuổi này là cháu phải vận động thể dục thể thao rồi đi ngủ sớm nữa thì nó mới cao lớn được nhá. Đấy, bác thì... cho em hỏi thêm chút là cái con gái của em ấy thì bây giờ là nó như là kiểu bắt đầu dậy thì rồi, đúng cái, rồi bộ ngực là nó phát triển ra rồi thì rồi. Như thế là có sớm quá không ạ? Không, bây giờ 10 tuổi rồi mà nó cao lớn như này rồi, vì nó cao lớn nhanh là bởi vì là nó bắt đầu bước trước tuổi dậy thì là nó cao lớn rất là nhanh như này, cho nên như sau khi mà nó đã dậy thì hoàn toàn, tức là nó đã có kinh nguyệt rồi thì chiều cao nó không tăng nhanh như này nữa đâu. Và bây giờ cháu 10 tuổi rồi thì kể cả bây giờ nó có kinh nguyệt cũng là bình thường chứ không gọi là dậy thì sớm nữa nhá. Thế nhiều người cứ bảo em là phải cho đi khám rồi uống thuốc để không hãm hại. Không phải hãm, 10 tuổi rồi còn hãm cái gì nữa nhá. Bây giờ các cháu bé bây giờ thời buổi này nó dậy thì 9-10 tuổi là chuyện bình thường. Nó bây giờ nó phải thành kinh trước 8 tuổi cơ thì mới là dậy thì sớm, chứ bây giờ con em, kể cả hai cháu nhà em bây giờ dậy thì cũng là bình thường mà. Đấy, và con em bây giờ sở dĩ cái cháu 10 tuổi nó cao hơn chuẩn đến cả gần chục cm rồi như này thì nó sắp sửa dậy thì là đúng quá rồi, gì nó đúng theo quy luật. Cân nặng của cháu lớn như thế là cũng vẫn bị hơi thấp tí thôi nhưng không sao, như thế nó càng thon thả càng đẹp chứ có cái gì đâu mà. Con nhà em thì nó lại cứ sợ nó béo nên nó ăn ở trường nó cũng cứ sợ béo nên nó không dám ăn đấy ạ. Thế thì bây giờ bảo cháu là hạn chế đồ ngọt đồ béo thôi, còn thì vẫn phải ăn, và đặc biệt là ăn nhiều rau và uống sữa không có đường thôi thì sẽ không béo. Vâng.
Vâng. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình. Vâng, phải nói rằng là nuôi con ở lứa tuổi dậy thì có rất là nhiều vấn đề đúng không ạ? Và nếu mà các bậc phụ huynh không tỉnh táo và không có những lời khuyên đến từ những chuyên gia thì chúng ta rất là dễ mắc những sai lầm ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của con mình. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ tư vấn dành cho vị thính giả. Tiếp theo và bây giờ thì hãy xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi trò chuyện với một vị thính giả nữa cũng đã gọi thành công về cho tổng đài 1900 6255. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc nổi tiếng, xin nghe. Alo ạ. Vâng, xin chào vị thính giả nữ tiếp theo ạ. Vâng. Vâng, và trước là bà của cháu nội. Vâng. Vâng, tôi đi chăm cháu mà mẹ cháu được mai là bữa kia là cháu mới đầy 6 tháng, mẹ cháu đi làm được 10 ngày nay rồi. Vâng. Bởi vì nghỉ đẻ trước. Vâng. Thế bây giờ là cháu thì nó phát triển bình thường, nó khỏe bình thường. 8 cân rưỡi mà cao là 7,8 rồi. 78 cm vâng. Ạ. Dạ, vâng. Mà cháu chỉ có mỗi cái là trước là mẹ cháu bị cảm hàn cảm lạnh rồi xong uống thuốc bắc, bây giờ là cháu nó đi ngoài cứ 5 ngày mới đi một lần á. Vâng. Mà đi nó nhiệt lắm. Vâng. Thì, vâng. Xin lời khuyên của bác sĩ xem là nên cho cháu như thế nào, thì ăn dặm thì mấy hôm nay là cũng ăn dặm đến nửa tháng nay là ăn bột dặm có loại 400g rồi. Vâng. Dành cho từ tập ăn mới đến 6 tháng rồi. Với lại vài hôm nay rồi tôi thấy cháu nhiệt thì tôi cho ăn thêm cái khoai lang, khoai tây, liệu có thể được không? À vâng, vâng. À, thứ nhất nấu xin cháo rồi liền lên ấy. Vâng, vâng. Cả ra rồi đun kỹ lại cho cháu ăn ấy. Vâng, chào bác. Thứ nhất là tôi xin hỏi là bây giờ cháu hiện tại cũng vẫn đang được bú mẹ chưa ạ? Vẫn đang bú mẹ hoàn toàn. Làm thì vâng. Chỉ được có bú đêm với sớm mai thôi. Vâng, thế thì bây giờ là cháu ăn dặm là đúng rồi ạ. Thế thì cái trường hợp này của cháu thì điều trị cũng khá đơn giản thôi, chứ bác cũng không có gì phải lo lắng cả nhá. Hôm qua nó đi đồng á, nó dặn nó đỏ mặt nên nó vâng. Vâng. Phân của nó thành thỏi luôn đúng không? Chứ thành nó không có thể sệt luôn. Nó thành thỏi mà nó chắc. Vâng. Cháu có à. Bác có cho cháu uống nước không? Có cho uống nước thường xuyên không? Có ăn thì vẫn cho uống nước. Bây giờ thứ nhất ý, giải pháp đầu tiên ý, thì là trong các cái bữa ăn dặm, ăn bột của cháu bây giờ ấy, thì giờ bác nấu là bác cho thêm khoai lang. Đấy, có. Cho thêm nhiều khoai lang vào, thứ hai, nghiền khoai lang vào, thứ hai nữa là cho các cái loại rau như là lá rau mùng tơi, lá rau dền. Lá rau khoai lang vào thì là cháu đã, thứ hai nữa là cho cháu ăn trái cây. Đấy, ví dụ như là bây giờ có thể cho cháu ăn chuối, mùa này chuối tiêu rất là ngon này, bác có thể nạo thìa cho cháu ăn chuối tiêu ngày có lạnh thể lắm mà tôi sợ tôi phải bỏ vào nấu cháo luôn. Làm sao lại phải vào nấu cháo, chuối tiêu để ở ngoài làm gì mà lạnh. Lạnh hay mình sợ cháu ăn lạnh. Không sao bác ơi, bây giờ nó phải ăn được hoa quả vào thì nó mới có chất xơ thì nó mới không táo chứ. Bây giờ là chuối tiêu này, thậm chí ăn được cả sữa chua nữa. Đấy, sữa chua bây giờ có thể bỏ ra ngoài một lúc cho nó đỡ lạnh đi. Thế xong bắt đầu là cho cháu ăn được sữa chua nữa thì nó sẽ đỡ cái táo bón rất tốt. Thế và còn nữa là phải cho cháu uống nước nhiều. Và một cái giải pháp rất là đơn giản là bây giờ là bà bảo mẹ cháu mua cho cháu bổ sung thêm cái men vi sinh Golden Lab ngày 2 gói. Dạ. Vâng, thì uống vào thì là cháu sẽ cải thiện mai, được cái tình trạng táo bón. Mẹ nó bảo mai đi tiêm rồi nhờ tư vấn của bác sĩ. Đấy luôn. Thì đây là tôi tư vấn luôn, bây giờ là về dạ. Là mua cho cháu men vi sinh Golden Lab nhá. Cái này nó dạ. Có cả chất xơ hòa tan luôn cho nên là nó giúp cái chữa tình trạng táo bón của cháu rất là tốt. Nhưng mà quan ngày trọng nhất hai gói à bác? Vâng, ngày 2 gói và cái quan trọng nhất bây giờ vẫn là chế độ ăn, bác phải cho cháu uống nước mới cả ăn chuối không sợ lạnh đâu, chuối này đu đủ này, nước cam này. Đấy rồi vắt các loại nước quả để cho cháu uống nữa vào thì nó sẽ hết táo đấy mà, đơn giản thôi. Cái này điều cháu trị được thì cháu cũng ăn được mà cháu cũng uống được mà sao mà lại đi đồng nhiệt thế không? Vâng đấy thì bây giờ tôi đã nói rồi là cháu thiếu chất xơ mà. Vâng. Đấy bây giờ bác phải cho ăn chứ còn bây giờ cân nặng chiều cao của nó tốt như thế này thì nó có ăn uống được thì nó mới tốt như thế này, chứ nó không ăn uống làm sao nó phát triển tốt được. Cháu thì ăn cái bát tàn cơm nó cũng phải vâng, đầy. Bây giờ bác hàng ngày ăn xong rồi bác cho cháu uống nước thường xuyên vào nữa. Ví dụ như là với cháu là bây giờ là mẹ không ở nhà như thế thì cũng ấy cái thứ thì bây giờ là nước là cứ mỗi lần ăn xong là cho cháu khoảng 5 đến 10 ml là bác cách độ khoảng 30 phút bác lại cho cháu uống cho nó quen đi. Uống thế nước tăng lên. Nó bảo mà đừng cho uống nước nhiều ảnh hưởng thận chứ. Ừ, rồi sao lại ảnh hưởng thận? Nó bây giờ nó táo như thế là nó thiếu nước đấy. Thế cho nên nó phải cho nó uống nước nhá. Nước hoa quả, nước trái cây hoặc là nước lọc, nước sôi để nguội. Bây giờ phải cho cháu uống. Cháu như cháu bây giờ có thể cho ăn được nước xương với lại cả tôm cho ăn được chưa? Nước xương thì có, chẳng có thì thôi, không cần phải nước xương. Nhưng mà tôm, cá, tôm, cua là bây giờ cháu ăn được hết rồi. Và cái quan trọng nhất là phải ăn rau. Bác phải nấu bột cho cháu, là bác thái lá rau, bác cho cháu ăn rau nhiều vào cho nó có chất xơ. Rau lang, rau dền, rau mồng tơi. Trong nhà tôi mang ra. Vâng, thế thì quá tốt luôn, cho cháu ăn nhiều rau vào là nó hết táo mà. Cả ruột lên nhưng mà rồi với nghe đài thì thấy chương trình bác sĩ thì nhờ bác sĩ tư vấn. Vâng, đấy thì bây giờ tôi đã tư vấn cho bác rồi, bác cứ làm theo lời tôi thì đảm bảo cháu sẽ hết táo bón ngay mà. Vâng. Dạ. Nhá.
Nhớ là uống thêm men vi sinh Golden Lab nữa, ngày 2 gói vào nhé. Vâng. Và như vậy là sữa cái gì đó ăn bột ăn dặm mua hộp đó thì theo bác sĩ thì ăn tốt hơn hay mình nấu cháo cho cháu ăn thì hơn. Bây giờ cháu nó táo như thế, bác nấu cháo cho nó ăn thì tốt hơn. Bác nấu cháo, bác cho cả củ khoai lang vào trong cái nồi cháo rồi bác xay nhuyễn ra, cho thêm su hào, bí, su su thứ vào, cho nhiều rau củ quả vào cho xay ra thì còn tốt hơn. Nó có nhiều chất xơ hơn và nó ăn sẽ đỡ táo ngon hơn. Cái bột dặm nó thử thấy nhiệt hơn ăn cháo. Vâng thì đúng rồi, bác cái nấu cháo thì tôi đã nói là bây giờ không ăn bột dặm nữa mà nấu cháo. Nấu cháo và cho nhiều rau củ vào. Không được cho cà rốt thôi. Mua cái mồi chiếc 40.000 đó tôi nghiền. Vâng, nghiền cũng được mà không thì cho vào máy xay sinh tố xay cũng được bác. Tôi bỏ bã thì tôi chỉ cho ăn có mình cái không, bác bỏ bã thì lại không chống nước táo bón đâu. Phải ăn cả bã chứ. Nhá. Bác phải xay bằng máy xay sinh tố cho cháu ăn cả bã thì nó mới có chất xơ chứ, để ăn rau bỏ bã thì làm sao còn chất xơ mà nó chả táo. Vâng. Nhá, bác phải cho ăn cả cái bây giờ là nấu. Cho ăn có mình nước không thôi. Ồ thế thì đúng là táo là đúng rồi, bây giờ phải ăn cả cái chứ nhá. Đấy, thế thì nguyên nhân là tại bà chế độ ăn, bà không cho cháu ăn sơ thì nó chả táo chứ có phải là tại gì đâu. Không phải tại mẹ cháu uống thuốc bắc, không phải tại thế đâu nhá. Thế cả nó, ngay cả mẹ cháu bị từ cái lúc khoảng 3 tháng. Vâng, rồi, mẹ cháu cũng phải ăn nhiều. Cũng chỉ có 5 ngày mới đi một lần. Vâng, cháu táo bón từ bé rồi cho nên nó táo lâu ngày rồi. Bây giờ cái đại tràng của nó bị giãn ra rồi cho nên là nếu không điều trị đi thì nó còn táo mãi nhá. Như vậy là vị thính giả của chúng ta có lẽ là sau những tư vấn vừa rồi thì cũng đã có thêm được rất là nhiều những kiến thức và kinh nghiệm để chăm sóc trẻ nhỏ rồi ạ. Và hy vọng là cháu nhà mình sẽ ngày càng có một sức đề kháng tốt hơn. Thưa quý vị, trở lại với chương trình của chúng tôi với tổng đài 1900 6255, thì chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều những cuộc gọi, những kết nối. Tuy nhiên thì thời lượng có hạn cho nên là chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp ở những số phát sóng lần sau. Xin trân trọng cảm ơn bộ sản phẩm tăng chiều cao điều trị còi xương chậm lớn Viptin, Previptin của công ty dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitivan.vn. Chi tiết tại website bacsitivan.vn. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Trọng Khương xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số phát sóng lần sau của Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng. Viptin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bốc hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7